Hello hello ba con cô bác nhá. Chào mừng các bạn đã đến với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì sau hai clip Batman và Nagaroth thì tại vì sao các bạn lại thấy trong tất cả mùa giải đấu lại xuất hiện một vị tướng Elendor lại hot đến như vậy? Đây là một vị tướng xạ thủ mà đi rừng hot nhất hiện tại trên bản hiện tại. Bởi vì nó có một cái lối đánh áp chế được tất cả mọi vị tướng sát thủ rất mạnh. Và để với clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn, chỉ cần xem clip các bạn sẽ chế tốt vị tướng Elendor này. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cho nó một bằng ngọc là 26% tốc độ đánh, 10% tốc độ di chuyển, 64 xuyên giáp và 9 có vật lý các bạn nhé. Clip này mình sẽ một hướng tới các bạn cách combo Elendor làm như thế nào cho hiệu quả. Nếu chúng ta muốn biết như thế nào thì nó phải hiểu cái chất tướng của Elendor. Đầu tiên Elendor nó có cái đòn nội tạng của nó, mỗi đòn đánh thứ 3 nó sẽ gây đến sát thương hết. Và hầu như Elendor sát thương chính của nó là đòn đánh thứ 3 các bạn nhé. Còn mỗi chiếu thức của Elendor thì nó sẽ có một con bướm, và nếu chúng ta kích hoạt lần thứ 2 thì chúng ta sẽ bay được con bướm đó. Thì mỗi chiếu thức nếu chúng ta chỉ dùng bướm được một lần, nếu hết chiếu thức tiếp chúng ta sẽ dùng chiếu thức tiếp theo và sẽ có một con bướm thứ hai. Nhưng mỗi lần dùng chiếu thức thì các bạn sẽ được 2 lần đòn đánh thương, tương đương nếu các bạn sử dụng kích hoạt 2 lần một chiếu thì các bạn sẽ dùng được 4 lần đánh thương. Còn 3 lần đòn thương đánh thương thì sẽ có được cái nội tài thứ 3 đó là sát thương phép các bạn nhé. Cách combo của vị tướng Elendor như thế nào? Khá đơn giản, combo chiếu 1 này, chiếu 1, chiếu 2 là cách cầu điểm máu. Hoặc là các bạn kích hoạt cho mình chiếu 2, đây là chiếu 3 từ thì chơi mình phát hiện đây là cái pha combo là quả lồi đen. Mình không thể hướng dẫn các bạn cái pha combo này được. Đây là combo khá lồi đen nhá. Nhưng mình sẽ có 3 cái combo cơ bản ở trong trận đấu này và các bạn chỉ cần hiểu đơn giản thôi. Đó là các bạn kích hoạt cái chiếu thứ nhất là chiếu cầu rìa của nó là đơn giản, đó là chiếu 1. Sau các bạn kích hoạt chiếu 2, bạn thương đó, xong các bạn sẽ biến ảnh về giống như Murat các bạn. Chiếu 1 của nó giống Murat, nó sẽ biến ảnh về ngay tại chỗ con bướm đấy. Đấy, con chiếu 2 thì con bướm này sẽ bay quanh vòng tròn và chúng ta sẽ bắt bướm khá là chiếu 2 này, xong lướt chiếu 1 lên này. Đấy, xong mình kích hoạt chiếu 2 lên đấy, đơn giản đấy. Thường thì mình cũng sẽ sử dụng cái combo là kích hoạt chiếu 2, xong các bạn kích hoạt chiếu 1 lao lên và chúng ta sẽ bay lên con bướm. Đấy là cách combo gọi là combo nó. Đây, chiếu 3 trước này. Đây là cách combo tốt nhất của vị tướng Elendor khi giết một mục tiêu, đó chính là sử dụng chiếu 3, chiếu 2 và chiếu 1 các bạn nhé. Bởi vì trận đấu nó diễn ra khá nhanh nên mình chưa có thể là đọc được tất cả các bạn cách combo nôm na. Combo của nó 1-2 cầu rìa hoặc 2-1 cầu rìa. Còn combo giết người đó chính là chiếu 3, chiếu 2, chiếu 1 các bạn nhé. Hoặc các bạn chiếu 3, chiếu 1, chiếu 2 tùy thuộc. Cái combo chiếu 3, chiếu 2, chiếu 1 này thì sẽ giúp các bạn lấp bụi và sẽ kết liễu đối phương tốt hơn. Đấy, nói như thế này thì không biết các bạn có hiểu hay không. Nhưng bây giờ mình sẽ đọc từng cách combo cho các bạn từng tình huống. Khi nào chúng ta nên cầu rìa hoặc khi nào chúng ta nên bắt lẻ thì đó sẽ tùy thuộc vào một tình huống các bạn nhé. Elendor đối đầu mạnh nhất là các vị tướng tay ngắn các bạn nhé. Chẳng hạn Nagaroth, Karinak. Và khi nào chúng ta nên pick Elendor? Khi chúng ta sẽ pick Elendor khi team địch có 2 đến 3 vị tướng tay ngắn. Đấy, Elendor đối đầu với những vị tướng tay dài không tốt. Đây này, các bạn chú ý cho mình combo này này. Đầu tiên chiêu 1 sẽ kích hoạt chiêu 2. Rồi, lao lên này. Khi hết chiêu 1, mình sẽ sử dụng chiêu 3 này. Từ từ, mình chỉnh thằng này về rồi. Đây, từ từ, rồi, chiêu 1 này, là cái bật này. Bật này, biến về này, chiêu 2 này. Bật này, chiêu 3 này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thực sự là nói chung là tùy tình huống để chúng ta combo thôi. Nhưng mình sẽ sử dụng 3 combo đơn giản này. Máy. Rồi, lao lên bản này chưa 1 này. Kích hoạt, rồi đối về. Thì các bạn phải hiểu nôm na rằng đây là một vị tướng Elendor. Nó sử dụng những kỹ năng của tất cả các bạn rất cao. Mình phải luyện tập cả tháng trời mới có thể sử dụng tốt được bộ combo này. Nhưng nếu các bạn xem clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách các bạn rút ngắn thời gian luyện tập lên và các bạn sẽ biết tốt. Đấy, thì khi nào thì nên pick con em đó nhá, thì đó là khi thằng Nagaroth có team địch của Nagaroth hoặc những vị tướng đánh ngắn đối đầu cực mạnh vị tướng đánh ngắn nhá. Còn khi gặp các vị tướng đánh sai thì dùng đối đầu rất yếu, bởi vì tâm bản của Elendor nó khá ngắn. Hai cái thứ hai này vừa ra nhé là con Elendor này nó màu rất dày, nó dày hơn tất cả các vị tướng xạ thủ còn lại, cho nên các bạn phải cân nhắc giúp mình. Còn video của Elendor mình sẽ lên cái cúng đi rừng này và mình sẽ lên cái thành kiếm các thứ bình thường như vậy. Mình đã ghi mật đến đô rồi, trên cái đó mình không có thể nói. Rồi tiếp theo mình sẽ quan trọng clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách combo thôi. Đấy, điều thuyền này, lướt lên này, lướt về này, chiêu 3, chiêu 2, đơn giản. Đấy, cái phá này mình nẻ cái chiêu này, các bạn phải nhanh tay. Đấy,
cực kỳ nhanh tay, bởi vì được Elan đó này thì các bạn sẽ sử dụng rất là hiệu quả các bạn nhé. Tí lửa mình sẽ bay các bạn cách mà các bạn cân 3, cân 4 được. Đây, pha này này, chiếu 1 lao lên này, chiếu 2 này, chiếu 1 này lại lao lên, thả bóng bay bên này. Rồi, ok, thằng này nữa, bắn heo, ok, chiếu 1 có này. Rồi, lướt lên chiếu 1, đuôi bay, không ăn được rồi. Khi các bạn kích hoạt cho mình chiếu 1 thì các bạn sẽ được bắn 2 năm bắn và bất kể một chiếu thức gì cũng được, các bạn sẽ được bắn 2 năm bắn nhá. Em đó đây một vị tướng, nói chung là theo mình thấy mình phải luyện tập rất nhiều đấy, phải luyện tập rất nhiều mới đạt được cái trình độ như này đấy. Rồi chiếu 2 bướm bay vào này, bắn 2 phát rồi kích hoạt cho 1 2 phát rồi chết rồi. Rồi chiếu 3 luôn, pha đấy chiếu 3 mình sẽ kết liễu nhá, bay lên giết chiếu 1, ok. Thực sự cái đám của em đó rất là may, nó hầu như các bạn nghĩ lắm. À, con này nhiều khi chúng ta phải lấy chân sát nhưng mà bắn rất là ăn hỏi, bởi vì nó đến từ sát thương phép từ đó lần chữa ba các bạn nhé. Rồi kiếm một cứu này, pha lên kiếm một cứu bãi rồi, dính tương kìa, tẩu tràn thật. Các bạn đừng quên rằng nếu các bạn thấy clip hay thì các bạn hãy quạ mega cứu pha này. Đây một bắn, ôi dồi, liềm các bạn ơi, phải liềm nhỉ, hoặc là đúng cái lúc nó hôi cái giáp. Xịt cái mega cứu cái pha này nó quá tiếc. Rồi chung quy lại một chút, khi tất cả các bạn muốn combo con Elendor này ấy thì chúng ta sẽ có 3 cách combo là khá đơn giản. Đây cái pha này mình sẽ dùng để gặp cái pha này mình bắt thì mình hướng dẫn được. Khi từ đây chụp đây chiếu 3 nhá các bạn nhá, khi các bạn nấp bùi thì chúng ta sẽ kích hoạt chiếu 3, hoạt chiếu 3 gây choáng đối phương và chúng ta sẽ bật nhá. Và kích hoạt chiếu 2 chiếu 1 tùy ý các bạn, nhưng mà cái combo ấy khi các bạn khi nào dùng chiếu 3 đó là khi các bạn chạy và khi các bạn lấp bùi có bát thì lúc đó chúng ta sẽ dùng chiếu 3 combo. Còn khi nào các bạn gặp mặt đối mặt thì chúng ta sẽ sử dụng chiếu 1 chiếu 2 có rồi, sử dụng chiếu 1 chiếu 2 để chúng ta cổ địa thôi. Đấy, chẳng hạn các bạn có thể thấy lấp tài vì sao kiếm em bị quả sánh đi. Mình rất hy vọng để gặp được một cái trận đấu nó ngáng tâm, gọi là để mà ngáng cơ thì mình sẽ bắn các bạn biết lý do vì sao con Elan đó nó thực sự nó không cần phải lên chiến giáp nhiều, bởi vì là về lết game nó mới phải lên đó đấy, hoặc là thực sự nó không cần phải lên cái Manamusa nhiều làm gì cả, bởi vì tưởng này có sắt thương thép nó rất là mạnh để tư đòn đo này chứ má các bạn. Rồi thực sự theo mình thấy thì con Elan đó này cũng khá là không biết nói như thế các bạn có hiểu mình hay không, nhưng đôm nay thì các bạn hình nắm rõ cho mình một chút. Khi bởi vì mèo thì em đó theo như mình không có, chỉ có một cách là khi các bạn mà thì tính toán được tính địch mà chuẩn bị bay vào các bạn ấy thì các bạn sẽ sử dụng cho mình chiêu 2 trước, nhưng cái này thì trận đấu này không xảy ra bởi vì trận đấu này mình quá xanh đâu. Cho nên clip này mình chỉ hướng dẫn tất cả các bạn nắm bắt được cho mình bằng cách đó chính là nắm rõ được cái cơ bản của vị tướng Elan đó này. Một bộ combo đây chứ biển bướm này, rồi bắn luôn lui đấy, làm gì ạ các anh, làm gì ạ, thích ăn cân luôn. Chiêu 1 lao lên này, đây rồi các bạn xem pha này này, mình mổ này, chiêu 2 này bướm bay này, bay vào đội hình đối phương này, kích hoạt bướm này, rồi ôi rồi bắn kìa các bạn kìa. Các bạn có thể thấy là con này là một vị tướng rất ảo diệu, nhưng quan trọng nhất các bạn phải chỉ có bướm đấy các bạn nào giống như các bạn con trai ấy, các bạn mà nắm bắt con bướm tốt thì các bạn sẽ chơi rất lợi thế. Nhiều bạn chơi này lên đó các bạn ạ, quá là cứu, không có mega cứu các bạn nhỉ. Rồi chết rồi các bạn ơi, không được mega cứu rồi. Rồi mega cứu các bạn nhé, mega cứu rồi. Và thực sự clip này nó khá là ngắn và mình sẽ không biết các bạn có hiểu không, các bạn hãy comment giúp Lao nhé. Và xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật mát mẻ và tuyệt vời các bạn nhé. Và clip này kết thúc rồi, và tất cả các bạn ơi, mãi yêu, bye bye.